Xin chào, trên tay mình đang là sản phẩm Flycam mới nhất của nhà DJI, đó là E3S. Đây là một sản phẩm Flycam giá tầm trung nhưng lại có chất lượng rất hứa hẹn. Và không mất thời gian nữa, các bạn hãy cùng mình review nhanh xem chiếc Flycam này có điểm gì mới nhé. Cái điểm mới đầu tiên mà bạn sẽ nhận thấy đó là cái cụm cam kép này. Nó sẽ lớn hơn một chút so với phiên bản cũ, hứa hẹn mang đến khả năng quay chụp hình ảnh tốt hơn. Điểm đáng chú ý tiếp theo đó là cái phần này. Thì đây là cái công nghệ LiDAR lần đầu tiên được áp dụng cho một chiếc flycam của DJI. Cái phần này thì sẽ giúp máy nhận diện được môi trường xung quanh cùng với những vật cản tốt hơn. Và cái này thì mình sẽ nhắc đến ở phần sau của video. Tổng quan thì E3S vẫn giữ thiết kế và có trọng lượng tương đương với phiên bản tiền nhiệm trước đó là DJI E3. Chiếc flycam này không quá cồng kềnh để mang theo và cũng không quá nhỏ nhẹ để lo lắng về những ngày gió to. Không biết các bạn thấy thế nào nhưng mà với mình là một người đã từng sử dụng E3 thì cầm bản nâng cấp E3S này trên tay thấy ngầu hơn hẳn. Để phục vụ cho nhiều người với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, E3S được bán theo nhiều phiên bản. Như ở đây thì bọn mình đang có phiên bản Fly More Combo đầy đủ nhất, thì sẽ có body máy, tay điều khiển RC2, bộ ND filter và thêm dock sạc cùng 3 viên pin. Và tất cả những phần thiết bị này sẽ được đựng trong một túi đeo cực xịn. Nối tiếp đàn anh E3 thì E3S được trang bị cụm camera kép đỉnh cao, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn hình ảnh đẹp hơn, tốt hơn với camera chính góc rộng sử dụng cảm biến CMOS 1 inch và camera medium tele có cảm biến CMOS 1 1.3 inch. Trong nhiều trường hợp không thể bay máy lại đủ gần thì E3S có khả năng zoom quang họp 3x giúp người dùng linh hoạt qua những chủ thể ở xa hơn. Camera chính được trang bị cả 4 CMOS lớn và ống kính 24mm mang lại độ rõ nét cao và trường nhìn rộng, lý tưởng để ghi lại các cảnh quay phong cảnh rộng lớn. Còn camera tele thì có độ dài tiêu cự 70mm, sẽ phù hợp để chụp ảnh chân dung hoặc xe cộ. Với cảm biến lớn hơn thì những shot quay từ E3S sẽ có độ chi tiết cao, kể cả là bạn có quay trong điều kiện thiếu sáng, ví dụ như là quay cảnh hoàng hôn hoặc là quay những cái cảnh ban đêm. Chiếc flycam này có khả năng quay video chất lượng lên đến 4K 120 frame và 4K 60 frame HDR. Nó cũng có hỗ trợ hệ màu normal bình thường, HLG và cả D-Log M10 bit để phục vụ cho những nhu cầu quay phim chuyên nghiệp. Thêm nữa, E3S cũng hỗ trợ các tính năng hữu ích khác như chụp ảnh chân dung 2.7K, Master Shot, Quick Shot và Hyperlapse. Với những ai hay đi đây đi đó và muốn chụp lại toàn bộ phong cảnh trên chuyến đi thì E3S có thể chụp panorama cực mượt mà và đầy đủ chi tiết trên cả camera chính và camera phụ. DJI E3 sử dụng hệ thống truyền tải video O4 cho phép truyền video ở độ phân giải 1080p 60 frame 10 bit từ khoảng cách lên tới 20 km. Có một đặc điểm của E3S khiến mình xếp nó vào top những chiếc flycam dành cho tất cả mọi người, đó là chiếc máy này có trang bị hệ thống phát hiện vật cản đa hướng. Nếu đã từng sử dụng hoặc xem các video về Mini 4 Pro hoặc E3 trước đó của chúng mình thì bạn sẽ biết đây là đặc điểm cực kỳ quan trọng, bởi nó sẽ giúp flycam có thể nhận diện và tự tính toán đường bay để né các vật cản xung quanh, tránh cho việc máy bị đâm đụng dẫn đến hỏng hóc. Với hệ thống phát hiện vật cản của E3S thì cho dù kỹ năng bay flycam chưa tốt, bạn vẫn có thể bay chiếc máy này rất an toàn. Đặc biệt hơn, E3S cũng là chiếc flycam đầu tiên của DJI có LiDAR hướng về phía trước và cảm biến hồng ngoại theo thời gian bay, hướng xuống dưới và 6 cảm biến thị giác, nên có thể nói đây là chiếc flycam an toàn nhất ở thời điểm hiện tại của DJI. Trong những trường hợp mà bạn muốn rảnh tay làm một việc gì đó, ví dụ như là đi xe chẳng hạn và vẫn muốn quay, thì tính năng Active Track 360 độ sẽ giúp cho chủ thể luôn ở chính giữa khung hình và máy sẽ tự động tính toán đường bay dựa theo môi trường xung quanh. Để giúp người dùng linh hoạt và có thể tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm bay thì E3S vừa có thể sử dụng thẻ SD và vừa tích hợp bộ nhớ trong lên tới 42GB, nhưng chúng mình vẫn khuyến khích là nên có thẻ SD để copy file dễ dàng hơn. Một điểm đáng chú ý nữa của DJI E3S đó là thời lượng pin. Nhằm phục vụ cho mục đích bay cao, bay xa thì E3S sở hữu thời lượng bay tối đa lên tới 45 phút, giúp nó trở thành một trong những chiếc flycam bay được lâu nhất của nhà DJI. Bạn sẽ có nhiều thời gian vi vu trên bầu trời và căn chỉnh những góc quay chụp đẹp hơn. Sau khi xem tổng quan về chiếc máy này thì bạn có đánh giá gì về DJI E3S? Liệu đây có phải là một chiếc flycam xứng đáng để xuống tiền đầu tư hay không? Hãy để lại đánh giá nhé! Và đừng quên subscribe cho chúng mình để đón chờ những nội dung tiếp theo về DJI E3S.